thôi bội bội bội, con xin bội bội để con tự gỡ đi bội. Thôi rồi bội, con xin bội. Bội tự gỡ bội. Thôi bội bội bội. Bội để con. Nhẹ nhẹ nhẹ, đau 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 ơi. Im bụng. Nhẹ 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 tay thôi, nhẹ tay thôi. Sao im? Nhẹ thôi. Ai ai đau 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 đau. Cố lên im. Đau. Bố hộ con tay bố. Để bố. Bố lại đau đau bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố ơi. Nhẹ nhẹ thôi bố ơi, bố ơi, đau. Chán bố thật ý. Chưa hiểu cái chuyện gì ra đấy làm loạn hết cái lên. Loạn cái gì mà loạn? Nhìn cái sự việc thế, ai chẳng ngứa mắt. Ngứa mắt cái gì? Đây là con đi tiếp đối tác làm ăn, chứ không phải đi chơi đâu. Tiếp đối tác làm ăn. Tận mắt tao nhìn thấy, mày với cái con ấy cầm chân cầm tay nhau. Ok. Đấy là con đỡ cô ta. Thôi đi. Tiện có bố ở đây con cũng nói luôn. Từ nay con không quan tâm đến cuộc đời của con trai bố nữa đâu. Cho nên những chuyện ầm ĩ giữa bố và anh ấy đừng mang đến đây. Con không giải quyết đâu ạ. Sao con lại trách bố? Trước con có nói là nếu mà có việc gì xảy ra thì bố phải báo với con ngay. Bây giờ con lại nói con không quan tâm đến nó nữa là sao? Thế bây giờ tự nhiên bố làm ầm ĩ hết cả lên. Thằng Đôn nó biết chuyện của vợ chồng con rồi. Bây giờ con biết nói với cháu thế nào ạ? Bây giờ chuyện nó đã xảy ra rồi. Hai chúng mày cứ lánh đi. Để cu đồ nó bình tĩnh. Tao với bà thông gia sẽ lựa lời nói với nó. Thế em có tin anh không? Anh thề đấy, không có chuyện đấy đâu. Anh thề với tôi làm gì? Tôi coi như là em tin anh nốt lần này đi, được không? Anh nghĩ đây là chuyện đùa. Hay là anh tưởng là anh hờn dỗi, anh ký đơn ly hôn, rồi xách quần áo bỏ đi với đám bạn vàng ngọc của anh, là tôi phải xuống nước. Tôi trải chiếu tôi mời anh về đây hả Tiến? Nhưng mà em cũng phải ghi nhận cái nỗ lực của anh chứ. Em phải cho anh thời gian để anh còn đi làm. Đấy. Cái việc làm ăn với đối tác của anh đấy. Đã thấy xấu hổ chưa? Thôi anh đi đi.